Tử vi tuổi Tân Hợi 1971, năm 2021 Tân Sửu Nam Mạng, hung tinh chiếu mệnh, vận trình bấp bênh, gặp nhiều biến động. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tính tình rất trầm lặng, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, chắc chắn, cương nghị và quyết đoán. Trong công việc, khi họ đảm nhận mọi công việc được cấp trên giao với một tinh thần dẻo dai, bền bỉ, không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc đó. Vậy nên, chúng ta hoàn toàn có lý do để tin tưởng một người tuổi Tân Hợi và dành cơ hội cho họ phấn đấu. Hơn nữa, người tuổi Tân Hợi thuộc mẫu người vô cùng chất phác, tính tình và con người không màu mè. Tuy nhiên, lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình của họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử mà luôn để cho họ một hướng giải quyết. Sang năm 2021, tuy tuổi Tân Hợi không bị thái tuế kìm kẹp nhưng lại gặp phải hung tinh khiến mọi thứ từ công việc cho đến cuộc sống của tuổi Tân Hợi gặp nhiều biến động, mọi thứ đều đi xuống. Vậy trong năm 2021, vận trình của nam tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ xảy ra những điều gì? Bản mệnh có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của nam tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tân Hợi, Nam Mạng trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2021, Nam Mạng vận trình không được bằng phẳng, sinh mã khiến công việc của bạn gặp nhiều biến động. Bản mệnh có thể sẽ phải thường xuyên đi công tác hoặc đi làm ăn xa. Hung tinh điều khách gây áp lực về tinh thần, mặt sức khỏe gặp tổn hại, cần phải nâng cao cảnh giác. May mắn thay, bạn khá dễ thích nghi, không những không cảm thấy bận rộn mà còn cảm thấy sảng khoái và vui vẻ. Chỉ là vì lớn tuổi hơn nên khi đến một nơi ở mới, bạn phải chú ý đến chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi của mình để không gây khó chịu. Tài lộc năm nay tương đối ổn định, các mối quan hệ về sức khỏe vẫn khá tốt, rất đáng để mong đợi. Về tài lộc có thể bị hao hụt đôi chút, đừng quá lo lắng, điều đó sẽ không xảy ra. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế năm 2021 để được quý thần trợ giúp hóa giải những tai ương không đáng có của năm. Những ai biết đến thái tuế mà nghênh đón bên ngoài luôn mang theo bên mình kim bài thì sẽ được may mắn, bình an. Ai mà không biết phạm vào, khinh thường không để ý hoặc xúc phạm đến thần linh thì sẽ bị bại hoại sự nghiệp, sức khỏe tiêu tán, tài lộc mất hết. Vậy nên, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một thẻ kim bài thái tuế để được may mắn, bình an. Bây giờ, quý vị hãy cùng theo dõi về vận trình năm 2021 của mình qua lá số tử vi tuổi Tân Hợi năm 2021, Nam Mạng, sinh năm 1971. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 tuổi Tân Hợi Nam Mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó, có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý vị và các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Về mặt sự nghiệp,
Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2021, nam mạng về sự nghiệp, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội đi công tác. Trong các chuyến đi công tác, bạn có thể kết thêm nhiều bạn mới, mở rộng được mối quan hệ xã giao. Ngoài ra, việc kinh doanh tại nhiều nơi khiến bạn phải tham gia vào vô số các bữa tiệc rượu khác nhau, khiến cho cơ thể phải chịu nhiều tác động không tốt. Đặc biệt, cần chú ý chăm sóc sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với thuốc lá và rượu bia hết sức có thể để không gây ra các vấn đề rắc rối. Bản mệnh nên nhớ luôn phải khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Khi gặp những vấn đề mà bản thân không hiểu trong công việc, đừng tỏ ra bối rối, hãy luôn sẵn sàng tiếp thu, nắm bắt kịp thời và chính xác nhất. Điều này sẽ đặt nền móng cho sự phát triển sự nghiệp của bạn. Để có thể hóa giải các vận hạn trong năm, nam mạng Tân Hợi cần phải luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, giúp bạn hòa hợp với đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Bên cạnh đó, vòng còn như quý nhân phù trợ và đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp cho bản mệnh trong năm 2021. Về mặt tài lộc, về tài chính, nam tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ tiêu nhiều tiền trong năm 2021, nên cuối cùng có thể không những không tiết kiệm được mà còn phải dùng đến những khoản đó đã gửi. Với những người đi thuê nhà, có thể sẽ phải mất một khoản tiền để sửa chữa do thuê nhà đã cũ xuất hiện hỏng hóc. Các chi phí dành cho chi tiêu cơ bản như ăn ở, trang phục đi lại cũng ngày càng gia tăng. Ngoài ra còn mất kha khá cho các khoản chi tiêu dành cho bạn bè hoặc đám cưới, đám hỏi. Tuy nhiên, nếu bạn là nam tuổi Tân Hợi cũng không phải lo lắng quá. Tuy sẽ không tiết kiệm được nhiều tiền trong năm 2021, nhưng bạn sẽ không bị phá sản, tài chính không phải là vấn đề quá đáng lo ngại. Cho nên, để có thể tăng may mắn và chiêu tài lộc, quý vị hãy sử dụng thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang theo pháp khí này bên mình sẽ ngày càng giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Tân Sửu. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ. Về mặt tình duyên, tình cảm gia đình của nam mạng tuổi Hợi sẽ có nhiều tiến triển, gia đình hòa thuận. Các thành viên trong gia đình có thể bao dung và thấu hiểu nhau. Khi gặp khó khăn, cũng có thể chung tay giúp đỡ. Năm nay, bạn có nhiều thời gian rảnh hơn và có thể dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng có thể cùng nhau nấu ăn, cùng nhau mua rau, cùng nhau đi dạo và tận hưởng một cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Ngoài ra, vào những ngày nghỉ, cả gia đình có thể cùng nhau đi du lịch. Điều này sẽ giúp hâm nóng tình cảm đôi bên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng muốn cuộc sống gia đình được ổn định, hạnh phúc thì bản thân phải có năng lực kinh tế vững vàng. Vì vậy, việc kiếm tiền và tiết kiệm là điều vô cùng cần thiết. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh, mọi thứ đều tốt. Để có thể kích hoạt tình duyên và vận đào hoa thì thầy Sa Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng, đôi lứa ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, về phương diện sức khỏe của những quý ông tuổi Hợi vào năm 2021 không có gì đáng lo ngại. Thể chất khá tốt, tuy thỉnh thoảng mới xuất hiện những bệnh vặt, nhưng hầu hết chỉ cần được chữa trị kịp thời thì sẽ nhanh chóng khỏi. Năm nay có khả năng sẽ xuất hiện bệnh nặng, tuy nhiên đừng quá lo lắng, chỉ cần năng đi làm, sức khỏe định kỳ để kiểm tra tình hình sức khỏe tổng quát là sẽ ổn. Ngoài ra, những người tuổi Hợi nên giữ mồm, giữ miệng vào ngày thường, nhất là những người bạn có bệnh tật về già. Đừng vô lương, vô tâm mà ăn không kiểm soát. Ví dụ, nếu bạn bị tiểu đường và không tránh đồ ngọt, nó sẽ chỉ làm cho tình trạng của bạn thêm tồi tệ. Trong năm bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân, đừng quá chủ quan. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi tránh va chạm và đụng độ không đáng có.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ 6 hạn của tuổi Tân Hợi Nam Mạng để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Vận hạn năm 2021 của tuổi Tân Hợi. Trong năm 2021, tuổi Tân Hợi sẽ gặp phải hạn Thiên La. Nếu gặp Thiên La, cảnh phòng ly cách phu thê, nhẫn nhịn để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông, to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn yên, lo lắng mọi điều. Hạn Thiên La khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Nếu hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đường số, có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn. Thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, giả đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Đặc biệt hạn là một hệ thống 8 tháng luân phiên theo năm với các tuổi. Nếu các năm Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Tân Hợi. Tuổi Tân Hợi Nam Mạng bị sao Vân Hán chiếu mệnh. Sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, hoại huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, địa sản bất vượng, tư sản cẩn trọng. Những mối quan hệ sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe, sẽ bị thiệt thân, sẽ bị thương tật, đau ốm mồm miệng, nam gặp tai tinh, bị kiện, thừa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Còn gặp phải gia đình bất an, điều sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe. Có điều, vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên lưu ý giữ gìn bổn mạng như nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết là có thể xảy ra nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Vận niên năm 2021 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, Nam Mạng. Chiêu phù hỏa là hình tượng lợi bị gặp lửa, lợi quay. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, bản mệnh làm vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao. Bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn kết oán. Vì vậy, chi bằng bạn nên thủ thường an phận cho xong, dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng. Trong năm gặp vận thâm niên chưa phù hỏa, bản mệnh nên chỉ làm công ăn lương, ngoài ra cần giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận. Đường công, danh sách năm nay, bản mệnh phải nhờ người giúp đỡ. Đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi lớn. Về cuối năm, chuyện tình cảm năm nay rất tốt. Đối với người có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã. Không khí tình cảm của các thành viên trong gia đình dễ chịu. Đối với người còn đơn thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, Nam Mạng. Để cập nhật nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, mời quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mỗi chương trình, mỗi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.